Rồi thì hôm nay mình sẽ tiến hành review và giới thiệu đến cho em một cặp mắm ba đào răng sinh bò chính hãng ha. Thì mắm này là mắm của Sirius ha. Mình chế phun lên cho một chiếc winner ha. Thì đây là mình đã chế xong ha. Tất cả mọi thứ là hiện tại là đây ha. Đó. Thì mình sẽ giới thiệu cho anh em về cặp mắm bánh sau ha. Thì bảng mắm của nó là 1.85 nha anh em ha. Đây. Đó, 1.85 ha. Mắm RCB chính hãng, ba đao 1 2 3. Có logo đang xin boy luôn ha. Đó. Logo đang xin boy. Và đằng sau là sẽ size đùm ha. Thì mình đã đóng cùi cho anh em. Size lại dĩa que 110 đằng sau ha. Đó, thì dĩa 220mm. Mình đi ăn hết bố cho anh em luôn ha. Và ống chỉ. Đây là ống chỉ. Mắm này là cơ bản nó là không có ống chỉ nha anh em. Thì mình cắt luôn cái ống chỉ cho anh em luôn ha. Một cái ống chỉ, đúng không? Và hai cái bậc đàn. Thì mình xài bậc đàn FKF cho anh em ha. Hàng chính hãng FKF nha. Đây, hai cái. Mã của nó đằng sau là 6301 nha anh em. Ha, đó, 6301. Thì hai cái bậc đàn đằng sau nữa ha. Đó. Và cùi dĩa ha. Thì cùi dĩa mình sẽ xài cho anh em cùi dĩa F135 hoặc là cùi dĩa F150, anh em muốn chọn cái nào thì mình sẽ gửi cho anh em cái đó ha. Và một cái bậc đàn cùi dĩa 6004 nha. Đó. Thì bánh sau của nó bao gồm ba cái bậc đàn ha, mình sẽ gửi cho anh em ba cái bậc đàn, đúng không? Và dĩa tải ha, thì dĩa tải này của F211 ha. Size 43, 42, 44 tùy theo anh em lựa chọn. Và một cái bậc đàn cùi dĩa ha. Xin lỗi anh em, một cái ống chỉ cùi dĩa. Và hai cục canh nha, hai cục xanh thì mình làm mạ cà rôm. Không? Đó, làm mạ cà rôm cho anh em, tránh tỉ xét ha. Và một cái phốt cao su, điều quan trọng nhất là cái phốt cao su ha, để mình bỏ lên cùi dĩa ha. Đó, như vậy nha anh em, đúng không? Và mình bỏ cục canh lên nha. Tránh trường hợp rớt cho anh em dễ lắp đặt. Đó, đây là phần bánh sau ha. Mình đã chế xong phần bánh sau và mình sẽ giới thiệu về cái phần bánh trước. Đây thì bánh trước của nó là bảng 1.6 nha anh em. Đúng không? Đây 1.6. Đây, mắm RCB chính hãng ha. Đó. Và bảng của nó là 1.6 nha. Đây. Đây 1.6 x 17, mắm ba đao ha. Thì cũng giống như mắm bánh sau thì đằng trước này không có ống chỉ ha. Thì mình cắt cho anh em cái ống chỉ nha. Một ống chỉ và một cặp bậc đàn. Thì bậc đàn này mình mới bổ sung ha. Tránh trường hợp bể bậc đàn. Và bậc đàn này nó sẽ tốt hơn những cái bậc đàn trước kia mình làm. 6202 code 12 FKF chính hãng nha anh em. Cái này của Ý nha ha. Mình chỉ sai hàng chính hãng và hàng nhập khẩu cho anh em thôi. Đó. Thì đây là cặp bậc đàn trước, đúng không? Và một điều đặc biệt lần này mình có bổ sung cho anh em, đó là một cái phốt cao su đằng trước nha. Thì mọi lần kia mình chế mắm cho anh em thì không có cái phốt này, nhưng mà sau bao ngày tìm kiếm mình đã kiếm được cái phốt này cho anh em ha. Đó, phốt trước, đúng không? Đó, anh bỏ, anh em bỏ phốt trước. Và mình sẽ làm luôn chụp cốc cho anh em, đúng không? Đây chụp cốc. Đây chụp cốc mình thiền sẵn cho anh em ha. Thì anh em đóng ống chỉ bậc đàn vào, đúng không? Anh em bỏ hai cục canh này có sẵn ha. Đây chụp cốc bỏ bên này ha, anh em gắn vô. Đúng không? Đó. Đúng không? Rồi bên này. Bên này nó sẽ như vậy, đúng không? Đó, anh em chụp vào. Như vậy là xong ha. Đó. Thì mắm dĩa winner có 6 lỗ, nhưng mà cái mắm này chỉ có 4 lỗ. Thì làm sao để kết nối được cái giữa cái dĩa và cái lòng dĩa, thì mình làm cho anh em một cái dĩa CNC. Cái này mình có bạc hai màu, là màu bạc và màu xám ha. Đó, lòng CNC xịn xò nha anh em ha. Lòng dĩa này rất là dài, mình sẽ quay cận cảnh cho anh em xem. Đó, rất là dài ha. Cái lòng này thì mình đặt gia công riêng cho nên là kích thước và nhôm thì luôn luôn cứng cho anh em ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành lắp đặt trên một chiếc winner xanh trắng nha anh em. Rồi thì mình đã tiến hành lắp đặt xong mâm ba đáo ha. Thì mình sẽ tiến hành quay bánh trực tiếp cho anh em xem ha. Thì đây sẽ mình sẽ giới thiệu lại cho em thêm một lần nữa. Thì đây là mâm trước nha. Thì lòng dĩa CNC ha. Đó. Mình sử dụng 10 gốc Salaya ha cho nó sáng nha. Đúng không? Đó. 10 gốc Salaya, lòng dĩa CNC. Cái này anh này xài trước vỏ trước 70 mắc xích nha anh em. Xài vỏ cũ ha. Em quay lên cái bánh đi em.
đúng không? Đó, nhẹ nhàng em ru nha anh em. Thì bên này mình sai của chị em 135 ha. Đó. Và giữa resto đúng không? Đó, cẩn thận là như vậy anh em ha. Rồi anh em mua hàng, mua mâm ba đào, mâm đăng sinh bói thì mình sẽ để một cái đường link chế cũng cho winner cho anh em ha. Đó, nhìn rất là thoáng ha. Tiện cho những anh em thích rửa xe tại nhà, dễ rửa nha anh em. Rồi, xin chào anh em.